Thông tin về vụ án thao túng thị trường chứng khoán do đối tượng Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 1979, trú tại khu đô thị Vinhome Riverside, quận Long Biên, Hà Nội, cầm đầu, ngày 21 tháng 6, Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam toàn về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên tiếp tục điều tra mở rộng trước đó qua công tác quản lý nghiệp vụ đội cảnh sát kinh tế công an quận long biên đã phát hiện nghi vấn về hoạt động thao túng thị trường chứng khoán để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nghi vấn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã phối hợp phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan để thu thập tài liệu qua trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn để xác định dòng tiền, xác định sự luân chuyển chứng khoán giữa những tài khoản có nghi vấn để xác định và chỉ ra mối quan hệ của những tài khoản chứng khoán trong cùng một đội nhóm, xác định chủ thể điều hành và trực tiếp thực hiện hành vi mua bán chứng khoán trong đội nhóm nhằm mục đích thao túng giá cổ phiếu trên thị trường để xác định đối tượng điều tra đúng người, đúng tội. Từ đó, đã xác định được đối tượng cầm đầu ổ nhóm là toàn phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây. Cụ thể, các đối tượng đã tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém mà cổ phiếu có thị giá thấp hay gọi là xác doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Sau đó, làm gian dối báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp rồi tiến hành công bố thông tin để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Cùng với đó, để nâng giá cổ phiếu, sau đó bán ra thị trường thu lợi bất chính, Nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán khác nhau để tiến hành mua bán trong nội bộ của nhóm. Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên xác định, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021, toàn đã chỉ đạo các nhân viên công ty chứng khoán trí việc sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu mã chứng khoán KJM, là mã chứng khoán của công ty cổ phần tổng công ty phát triển khu đô thị dân cư mới nay đối tên là công ty cổ phần tập đoàn GCL, tạo ra cung, cầu giả tạo, liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu KGM với khối lượng. Chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu KGM, thao túng giá của cổ phiếu KGM trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021. Thông qua hành vi phạm tội, tính đến thời điểm này, toàn cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng hành vi phạm tội của các đối tượng đã làm cho giá của cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp gây ra sự bất công cho các nhà đầu tư trên thị trường ảnh hưởng đến tính công bằng minh bạch của thị trường chứng khoán làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên thông báo để các nhà đầu tư có giao dịch cổ phiếu KGM từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 7 tháng 12 năm 2021 bị thiệt hại do hành vi thao túng của các bị can trong vụ án liên hệ với đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Long Biên, liên hệ Trung tá Đỗ Thái Dương, số điện thoại 0993631962 hoặc Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long, số điện thoại 0993302393 để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra giải quyết vụ án